chào toàn thể các bác đang theo dõi live của em Tổng Kho Gia Dụng Như Thiết nhá. Và hôm nay thì em lại tiếp tục về các sản phẩm mới để giới thiệu các bác này. Và đầu live em sẽ giới thiệu các bác mã sản phẩm RP7 nhá. Một sản phẩm cực kỳ là tuyệt vời về chất bôi trơn đa dụng nhá. Và em vô tình biết đến sản phẩm này khi mà cái chân chống xe của em sử dụng lâu ngày, nó han rỉ và khó gạt lên cả xuống. Thì em đã mua sản phẩm này sử dụng thì thấy nó cực kỳ về hiệu quả và em quyết định là sẽ lên live giới thiệu cho các bác ạ. Đây là chất bôi trơn đa tác dụng các bác nhá. Và nó sẽ giúp là khởi động lại tất cả các động cơ, nó bị ẩm ướt hay là nó sẽ nới lỏng dễ dàng tất cả các bộ phận kim loại đã bị reset lâu ngày các bác nhá. Và nó sẽ ngưng những tiếng kêu phát ra do vật liệu bị cọ sát và đặc biệt là nó sẽ bảo vệ kim loại, chống rỉ sét và ăn mòn tuyệt đối cho em nhé. Những cái vật dụng mà bị rỉ sét lâu ngày ạ, chỉ cần xịt em này vào và lau là nó sẽ đảm bảo là như mới luôn. Các bác có thể xem video để hiểu hơn về chi tiết sản phẩm nhé. Thực sự rất là ưng ý luôn đấy ạ. Đó, rỉ sét chúng ta chỉ việc xịt lên và lau chùi, nó lại như mới luôn các bác nhé. Cực kỳ hiệu quả, em đảm bảo luôn ạ. Mà các bác thấy không ạ, lau chùi xong sẽ sáng bóng luôn. Và nhất là những cái cạnh cửa của chúng ta nhá, lâu ngày sử dụng nó kêu cót két thì xịt vào cũng ok này. Ốc vít bị han rỉ lâu ngày không tháo gỡ được, xịt vào cũng rất là ok này. Những cái xích xe nhà mình nhá, nó thay dạng như kiểu lin ngày xưa đấy các bác ạ. Nó rất ok nhá. Và sử dụng em này thì cực kỳ là dễ dàng luôn. Các bác mua về chỉ việc mở nắp ra và các bác lấy cho em cái vòi xịt nhá. Các bác cắm vô trực tiếp vào cái đầu mũi tên này cho em ạ. Đó, và các bác sẽ lựa vào những cái vị trí mà các bác muốn xịt nhá. Các bác xịt trực tiếp vào đấy cho em, đảm bảo chưa đầy 3 giây các bác lại sử dụng như thời mới mua luôn nha các bác nhá. Đó, các bác yên tâm lên đơn chưa ạ? Với mã sản phẩm này nhá, em đang có chương trình tri ân trợ giá cực kỳ là đẹp luôn. Mức giá em đưa ra cho một em tẩy rỉ sét GR7 này, RP7 này chỉ có mức giá là 65k nhá. 65k trên một chai lớn chứ không phải chai nhỏ đâu các bác nhá. Chai lớn này được nhà sản xuất, đó, hàng mới ra này, cộng thêm 50g do nhà sản xuất tặng nhá. Và là dạng chai lớn 500ml luôn ạ. Các bác ưng thì nhanh tay lên đơn cho em nhá. Xịt bôi trơn đa năng, đó, đa dụng với một cái tính năng, rất nhiều tính năng tuyệt vời như vậy mà chỉ có giá 60k các bác nhá. Các bác ưng thì chốt đơn cho em ạ. Em lại tiếp tục về mã sản phẩm cốc nến cho các bác mua sắm nhá, sử dụng nhá. Thì thực sự bây giờ ra cái loại chạy bằng pin thì nó rất là tiện luôn, chống cháy nổ này, an toàn tuyệt đối khi sử dụng luôn. Mà các bác xem ạ, thiết kế cực kỳ là tinh tế nhá. Với thiết kế công thái học nhá, khi bật đèn lên này, ngọn nến đung đưa như thật luôn, cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn không ạ? Đó, ngọn nến tự động đung đưa nhá, theo chiều gió thổi luôn, cực kỳ đẹp. Và cốc nến như thật luôn các bác nhá. Đó, mà lại an toàn khi sử dụng này. Khi ngày xưa chúng ta cắm điện hay xài bằng dầu đó hay là nến thì nhiều khi chúng ta quên bật tắt thì nó rất là dễ nguy hiểm gây cháy nổ nhá. Thì với em này giải quyết tất cả mọi vấn đề luôn. Và em về số lượng cực kỳ nhiều các bác nhá. Các bác mua này, nó để sử dụng này, rất là ưng ý luôn, cực kỳ đẹp, nhỏ gọn, xinh xắn. Với một mức giá cực kỳ ưu đãi trong phiên live ngày hôm nay ạ. Em bán với một mức giá chỉ có là 90k trên một cặp các bác nhá. 90k trên một cặp, em kèm tặng pin luôn ạ. Các bác về chỉ việc sẵn sử dụng thôi nhá. Cực kỳ đẹp luôn, thiết kế công thái học, nhìn xa như một ngọn nến thật lung linh trước gió ạ. Các bác ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em nhá. 90k trên một cặp nến cốc ạ, chạy bằng pin ạ, em tặng pin luôn ạ. Nồi cơm đã sử dụng lâu năm này, khê xém đáy nồi, nấu hôm sống hôm chín. Đó, thì các bác hãy nhanh tay chốt đơn cho em mã sản phẩm này. Nồi cơm sáp thế hệ mới đến từ Korea Hàn Quốc cho em các bác nhá. Một cái mẫu model mới nhất, đó, mới ra, đó là 668 của mã nồi cơm sáp thế hệ mới ạ. Với user là 668 và công suất của em nó là 900W các bác nhá. 900W và các bác có thể cắm vào nguồn điện 220V là chúng ta hoàn toàn đã có thể sử dụng được bình thường rồi các bác nhá. Và dung tích của em nó sẽ là 1,8 lít cho em, kiểu dáng cực kỳ đẹp và sang trọng luôn. Và bây giờ em sẽ mở vung nồi cơm cho các bác quan sát bên trong. Khi mà mở vung nồi cơm ra, đầu tiên các bác sẽ thấy một cái khay hấp như thế này. Thì với khay hấp này các bác hoàn toàn có thể là hấp xôi vào buổi sáng hay là chúng ta hấp khoai lang, nó hay hấp ngô, hấp khoai, hấp trứng tùy nhá các bác nhá. Nó rất là tiện, rất là ok luôn. Và tiếp đến sẽ là cái em lòng nồi nha các bác nhá. Một em lòng nồi nhiêu, nó rất là ok luôn cho em. Trên nhỏ dưới phình, nó nấu cơm được cực kỳ nhiều. Với nồi cơm này thì 5-6 người ăn sử dụng thoải mái cho em luôn nhá. Em sẽ gửi cho các bác là 1,5m dây điện này, dây điện nguồn đấy ạ. Và một chiếc môi dưới cơm cũng như là một em ca múc gạo hoặc là múc nước nha các bác nhá.
nó kèm theo đó là hướng dẫn sử dụng nó của nhà nhập khẩu đó ạ. Và các bác quan sát cái lòng nồi này cho em ạ, cực kỳ là dày dặn, ok, men chống dính này, 5 lớp cho em nhá, 5 lớp chống dính, chống khê, chống xém đáy nồi, cực kỳ là ok luôn. Và đặc biệt em nó là có chế độ gioăng kín, chín bằng hơi cho em. Đó, chín bằng hơi thì nó sẽ nhanh chín, nhanh sôi và cơm sẽ là ngon, tròn vị cho các bác luôn, dẻo nha các bác nhá. Đó, các bác yên tâm chưa ạ? Và với em nồi này thì các bác quan sát cái đĩa điện cho em bên dưới nhá, rất là to luôn, hết phần đáy nồi luôn cho em, để đảm bảo là truyền nhiệt nhanh. Đó, truyền nhiệt đều hết cái đáy nồi luôn thì cơm chúng ta mới là chín đều, nhanh dẻo, nhanh sôi. Đó, ok chưa ạ? Và tiếp đến thì các bác có thể quan sát cái phần vung cho em. Phần vung của nó em đã giới thiệu rồi, gioăng cao su chìm cực kỳ khít luôn cho em nhá. Chế độ này, xả van hơi, nó rất là ok luôn. Phần nắp này, đóng mở đều bằng cơ hết các bác nhá. Ấn nhẹ là ra, ấn nhẹ là ra, đó rất là tiện luôn. Và thoát hơi ở đây nha các bác nhá, khi sôi. Và tay cầm thì là tay cầm như thế này, nó giống như một cái giỏ đựng cơm các bác ạ. Sách rất là tiện luôn cho em. Đó, các bác nhìn này, sử dụng là nút cơ đây nhá. Khi các bác cắm điện thì nó sẽ nổi đèn đỏ là chế độ đang nấu. Và khi chuyển sang chế độ chín bằng hơi, nó sẽ chuyển sang đèn vàng cho em như này nhá. Tất cả đều sử dụng cơ cho em như này luôn, cực kỳ nhạy, cực kỳ ok luôn các bác ạ. Và em nồi cơm dung tích 1 lít 8 đến từ thương hiệu Sát thế hệ mới User 668 này, em xin được tri ân trợ giá trong phiên live ngày hôm nay với một mức giá cực kỳ đẹp các bác nhá, 600k đó. Và em bớt xuống còn bao nhiêu các bác biết không ạ? Chỉ còn là 550k các bác ạ, 550k cho một em nồi Sát thế hệ mới dung tích 1 lít 8, nó có tay cầm như thế này các bác nhá. Đó, các bác cứ lên mã nồi cơm cho em là nồi cơm Sát thế hệ mới User 668, nó màu sữa là em biết các bác nhá. Em sẽ đơn lên đơn luôn cho các bác để đổi cho gia đình mình một cái mẫu nồi cơm mới nhất, đẹp nhất, nấu cơm cực kỳ là ngon. Ok luôn ạ. Em tiếp tục về những bộ chuyên chén hoàng gia cỡ đại cho các bác này. Bác nào mà thích siêu tầm, siêu tập thì đây không thể bỏ qua là mã này các bác nhá. Cực kỳ là đẹp luôn, hoặc các bác có thể mua về để trên cái không gian thờ đựng rượu cúng cũng rất là ok nha các bác nhá. Nó thắp hương ông bà tổ tiên nhìn rất là uy nghi, trang nghiêm và rất là đẹp luôn. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng là đựng trà, đựng rượu để tiếp khách các bác nhá, thì nó rất là độc lạ, đẹp cho em luôn. Nó khách nào sử dụng nhìn qua cũng phải trầm trồ vì cái nét này, họa tiết rất là tinh tế của sản phẩm cũng như là hình ảnh của sản phẩm nha các bác nhá. Thì đây sẽ là phần miệng này, rất là rộng, các bác có thể chế rượu đây cho em. Tay cầm thì là núm cao rồi, dễ dàng sử dụng, cũng như là tay cầm là hoa là tây, cực kỳ là mềm dẻo nhá. Thiết kế tinh tế và độc đáo cho em luôn này. Cái phần vòi nha các bác nhá, phần vòi cũng vậy, nó các bác có thể ngắm toàn diện luôn cho em ạ. Họa tiết hoa lá tây rất là mềm dẻo cũng như là tinh tế ở phần sản phẩm này. Ở phần cổ thì là phần cổ cao các bác nhá, cổ cao top, và nó sẽ gắn liền là hai viên đá sapphire, nó có loại đá quý rất là tuyệt vời luôn, đắt tiền này các bác ạ. Và phần dưới bình nó sẽ phình to ra, trên top dưới phình nha các bác nhá, thu hút tài lộc cho gia chủ khi sử dụng cực kỳ tốt, tiền vào như nước, đó ý nghĩa cực kỳ là tuyệt vời luôn này. Các bác quan sát kỹ cho em, ở trên phần thân bình nó sẽ là những cái họa tiết của những hình tòa lâu đài cổ kính nha các bác nhá. Đó, tòa lâu đài cổ kính này cực kỳ đẹp, hai mặt như nhau luôn cho em ạ. Một màu đồng nhá, một màu đồng cực kỳ là tuyệt vời luôn, đẹp sang. Và đây sẽ là phần chén nha các bác nhá. Thì bộ chuyên chén này sẽ gồm có 6 chén như nhau. Thì em sẽ giới thiệu một chiếc chén đây ạ. Trên tay em là cầm đây, cũng hai mặt là đính hai viên đá sapphire. Và chén này thì cũng khá là to các bác nhá. Đó, to, sâu lòng cho em này. Tay cầm cũng hoa lá tây mềm dẻo, đế là đế bồng cho em như này luôn ạ. Đế bồng nhá, đặt cực kỳ là sang trọng và đẹp luôn ạ. 6 ly như hình. Và tiếp đến thì em sẽ giới thiệu đến phần khay các bác nhá. Phần khay của em này thì khá là rộng bản cho em. Đó, em sẽ đo luôn trực tiếp nó vào khoảng là vanh 29-30 cm cho em nhá. Và trên đây đều đính đá sapphire kèm họa tiết những cái bông hồng như thế này. Đó, và họa tiết hoàng gia ở giữa rất là tinh tế và tỉ mỉ cho em nhá. Đó, hai mặt như nhau cực kỳ là đẹp luôn các bác ạ. Đó, khi các bác đặt trưng bày trên cái không gian thờ, đó, hay là sử dụng để tiếp khách đãi rượu, đựng trà, hay là các bác để trưng bày siêu tập trang trí thì đều rất là tuyệt vời với cái mã sản phẩm này luôn, tùy vào mục đích của các bác sử dụng thôi ạ.
Bác nào ưng mã sản phẩm bộ chuyên chén đồng cao cấp cỡ đại, hãy nhanh tay chốt đơn cho em nhé. Giá thì cực kỳ là ưu đãi trong phiên live ngày hôm nay ạ. Chỉ còn là 700k các bác nhá. 700k cho bộ này em bao ship các bác luôn kèm tặng quà nha các bác nhá. Bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Hàng loại 1 các bác nhá. Các bác nhìn này, họa tiết tinh tế như thế này không thể bỏ qua được ạ. Khay bạc lót nồi chiên không dầu em cũng về số lượng cực kỳ nhiều để phục vụ các bác trong phiên live ngày hôm nay nhá. Thì các bác có thể quan sát cho em ạ. Khay bạc nhà em cực kỳ là dày dặn như thế này luôn và tái sử dụng được rất là nhiều lần nha các bác nhá. Khi dùng xong chúng ta lại rửa và tái sử dụng được rất là ok luôn. Khay bạc cực kỳ dày dặn và độ rộng là 22 xăng chứ không phải là 18 xăng như trên thị trường đang bán các bác nhá. Rộng hơn, đựng được nhiều đồ hơn, dày dặn này, tái sử dụng được nhiều lần cho em. Đó là khay bạc nhà Tổng Kho Gia Dụng Như Thiết các bác nhá. Các bác có thể xem video để hiểu hơn về chi tiết sản phẩm nhá. Đó, các bác thấy không ạ? Chúng ta chỉ việc đặt xếp đồ ăn vào khay và cho vào nồi chiên không dầu hoặc là lò vi sóng. Sau khi quay lên chúng ta đã có một món ăn rất là ngon tuyệt vời như này để sử dụng rồi các bác ạ. Đó, tái sử dụng nhiều lần cho em, rộng hơn, to hơn. Đấy, ok chưa ạ? Xếp đồ ăn, nêm nếm gia vị và chúng ta đã có một món ngon rồi. Cái việc mà vệ sinh nồi chiên không dầu cũng như lò vi sóng nó trở nên cực kỳ là dễ dàng và đơn giản các bác nhé. Các bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em với cái mã sản phẩm này. Khay lót nồi chiên không dầu với một mức giá em xin được tri ân trong phiên live ngày hôm nay nhé. Chỉ có là 20k. 20k trên 10 khay nha các bác nhé. Đây ạ, em ghi rõ giá vào đây. 20k trên 10 khay bạc như thế này ạ. Đây ạ. Nó cực kỳ rẻ nha, mua dùng cả năm luôn các bác ạ. Bởi vì dày dặn và tái sử dụng được nhiều lần mà quá rẻ, tính ra chỉ có 2.000 đồng thôi các bác nhá. Chưa bằng một cái bánh luôn, 2.000 đồng ạ. Đây là cận cảnh bộ nồi Đức nhà em nhá. Hàng loại 16 món 5 đế cực kỳ dày dặn cho em này. Hàng đủ 7 cân luôn các bác nhá. Hàng đủ 7 cân, hàng loại 1. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết về sản phẩm hàng bên em nhá. Số lượng về thì cực kỳ nhiều để phục vụ các bác ạ. Đây là cận cảnh bộ nồi Đức 6 món nha em các bác nhá. Thật sự nó rất là đẹp và sang trọng mà giá thì cực kỳ là phải chăng, đang trong chương trình tri ân trợ giá. Thì các bác hãy sắm ngay cho em để thay thế cái bộ nồi mà đã lâu ngày cũ, nó bẩn, nó dơ rồi hoặc hao mòn rồi thì các bác thay cho em nhá. Thì đầu tiên em xin được giới thiệu các bác này, cái sản phẩm nồi to. Thật sự mà nói mà sắm cái bộ này là nó rất là tiện. Khi mà có khách có cửa dùng thì cũng thoải mái, có công có việc dùng cũng thoải mái luôn. Thì đầu tiên em xin được giới thiệu này, 6 cái phần nồi này đều có cái nắp vung bằng kính cường lực nhá. Kính cường lực này là kính cường lực loại 1 cho em này, siêu dày dặn luôn, chịu lực chịu nhiệt cực kỳ tốt và được bao bọc và bảo vệ bởi cái lớp inox Su 304 nhá, 4 vòng xung quanh như này cho em. Tay cầm thì là rỗng cách nhiệt rồi, màu vàng rất sang trọng rồi các bác nhá. Và có lỗ thoát khí như này cho em này để khi sôi thoát khí nhá. Thì các bác có thể quan sát cho em, đây là cái con nồi to nhất trong bộ nồi nhá. Chiều ngang của nó sẽ là 26 xăng và chiều sâu thì sẽ là 15 xăng các bác nhá. Thoải mái để chúng ta luộc con gà, con vịt hay là luộc thịt hoặc là đun nấu canh riêu mà khi nhà có công có việc đông người ấy ạ. Nó rất là ok luôn nha các bác nhá. Đó, em sẽ đậy nắp vào đây. Và tiếp đến đó là em chảo các bác nhá. Em chảo này thì đáng nói đến là em nó khá là rộng, hoàn toàn có thể là chiên được những cái con cá to, rất là ok luôn. Bề ngang là 26 và chiều sâu thì sẽ là 9 xăng các bác nhá. Đấy, chúng ta có thể nấu chiên sốt ở đây cũng được, chiên rán ở đây cũng được. Bởi vì đáng nói đến ở đây, nó là cái vân đá hoa cương nha các bác nhá. Tuyệt đối luôn là không dính đáy nồi, rất là xịn luôn. Tuyệt đối bền bỉ theo thời gian cho em luôn nha các bác nhá. Tay cầm này thì rất là sang trọng, nó màu vàng sang trọng, chiều ngang 20 xăng, thoải mái để chúng ta cầm nâng nó sử dụng nhá. Và em nó lại còn kèm theo là vung đậy luôn, nó rất là ok chưa, vung đậy luôn nhá. Và tiếp đến thì sẽ là một em nồi nhỡ. Em nồi nhỡ này thì sử dụng để nấu canh riêu khi mà nhà có 3-4 người ạ. Đó, hay là các bác sử dụng nấu nướng canh riêu hàng ngày nhá, rất là ok luôn. Và em xin đo kích thước của em này, chiều ngang sẽ là 22 và chiều sâu thì sẽ là 14 nha các bác nhá. Nấu canh riêu hàng ngày. Và một em nồi thứ hai, nó thì các bác cũng có thể là nấu những cái món sốt hoặc là rang thịt hoặc là nấu riêu, nấu canh gì ở đây khi nhà ít người cũng được nha các bác nhá. Đấy, em cũng xin đo kích thước luôn này. Kích thước là 20 và chiều sâu là 12 các bác nhá. Em này thì thích hợp nấu canh riêu hoặc rang thịt cũng được. Còn một em cuối cùng thì là chưa phải em cuối cùng các bác ơi. Và em thứ 5 thì chiều ngang sẽ là 18 và độ sâu thì sẽ là 12 nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn cái chất ấy, inox
xịn sò loại 1 nó khác. Nó sáng bóng như này luôn. Đó. Mà lại còn 5 đế nhá các bác nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 5 đế dày dặn chống khê, chống cháy. Nhưng lại mất nhiệt cực kỳ nhanh và tản nhiệt cực kỳ tốt cho em. Thật sự mà nói cái mã nồi này miễn chê luôn các bác nhá. Và đến cuối cùng sẽ là em nồi nấu súp này các bác nhá. Em nồi nấu súp này cũng có vung. Và cũng có thể là các bác quấy bột hoặc là chiên những cái đồ chiên nhỏ nhỏ như khoai tây chiên hay cánh gà chiên mà cần chiên ngập dầu ấy ạ. Các bác chiên vào đây cho em cũng rất là ok nhá. Hoặc các bác nấu nướng rang thịt hay làm cái gì là tùy mục đích các bác sử dụng thôi. Nhưng em nó rất là tiện luôn, có phần nhấn này, đấy để chống trơn trượt nhá. Tay cầm thì dài, cách nhiệt cho em và ni nốc thì luôn là tuyệt đối rồi. Và em này thì sẽ là ngang là 18 và sâu thì sẽ là 12 nhé các bác nhá. Đó, cái bộ nồi đầy đủ công năng luôn. Khi có khách có khứa sử dụng rất là ok. Đặt trong phòng khách thì rất là đẹp và sang trọng. Em nhầm phòng bếp, rất là đẹp và sang trọng. Bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em nhá. Giá của em nó đang được chiên trợ giá cực kỳ mạnh luôn đấy bác. Trên thị trường thì đang bán với mức giá là từ 750 đến 720 các bác nhá. Đó, nhưng mà riêng trong phiên live ngày hôm nay này, em sale xả sập sàn luôn, vừa bán vừa chiên, vừa bán vừa tặng các bác ạ. Chỉ còn là 680k thôi các bác nhá. 680k trên một bộ này. Đó, bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em nhá. Đó, em sẽ bao ship kèm tặng quà luôn ạ. Đó, các bác ok, nhanh tay chốt đơn cho em nhá. Nồi cơm điện Estat chuẩn thương hiệu Nhật Bản luôn cho em các bác nhá. Và đây em đang cân trực tiếp một em lòng nồi đến từ thương hiệu nồi cơm Estat của Nhật Bản nha các bác nhá. Các bác có thể quan sát xuống cân cho em ạ. Nguyên cái lòng nồi cơm của nó là 1 cân các bác nhá. Đó, không có gì bên trong luôn. Lòng nồi là 1 cân. Đây các bác nhìn quan sát này, chống dính cực kỳ là tuyệt vời luôn. Cực kỳ là dày luôn nhá các bác nhá. Dày tới 5-7 ly luôn cho em, cực kỳ nặng và chắc chắn rồi. Cân lên 1 cân thì các bác biết này, nấu cơm siêu ngon, siêu dẻo luôn. Và bây giờ em xin đi vào chi tiết sản phẩm. Và đây là nồi cơm Estat đến từ thương hiệu Nhật Bản các bác nhá. Các bác quan sát tổng quan giúp em ạ. Được phối màu sữa và màu đỏ nhá, rất là đẹp và mắt mắt này. Nút sử dụng thì là nút cơ ở đây các bác nhá. Bật lên bật xuống khi các bác cắm điện nhá. Bật kéo xuống hay sẽ là bật và khi sôi thì nó sẽ tự động nảy lên nha các bác nhá. Và bây giờ em xin mở ra. Đấy, để cho các bác quan sát bên trong. Đầu tiên khi các bác mở nồi cơm ra, các bác sẽ nhận được một cái phiếu bảo hành nha các bác nhá. Một cái phiếu bảo hành đến từ thương hiệu nồi cơm Estat và em sẽ viết bảo hành 12 tháng cho các bác ạ. Các bác yên tâm khi mua sản phẩm bên em mà có phiếu bảo hành thì còn tuyệt điều gì tuyệt vời hơn đúng không ạ? Và tiếp theo sẽ là một em khay hấp các bác nhá. Một em khay hấp để buổi sáng chúng ta có thể cải thiện là chúng ta hấp bánh bao, hấp khoai, hấp ngô, hấp sắn ở đây nha các bác nhá. Đấy, để ăn sáng rất là ok luôn. Còn đây sẽ là cái lòng nồi của em nó nha các bác nhá. Bên trong sẽ em sẽ tặng bao gồm là một ca múc gạo này. Đó. Và một em môi sới cơm nha các bác nhá. Một em môi sới cơm. Và kèm theo đó là 1,5 m dây điện nhá, để kết nối giữa nồi cơm. Và nguồn điện 220V nha các bác nhá. Đó, chân hai chạm này sử dụng này, rất là ok và bình thường ạ. Đó, rất là ok luôn. Các bác quan sát cho em cái lòng nồi cơm ạ. Cái độ chống dính của nó nhá, rất là tuyệt vời luôn. Cực kỳ là dày dặn với 5 lớp chống dính này. Đấy. Để làm sao ạ? Nấu cơm chống khê, chống cháy, chống bén cho em nhá. Chín đều cơm luôn, rất là ngon, cực kỳ là dày luôn đấy các bác ạ. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em nhá. Và tiếp tới thì sẽ là cái em đĩa điện này. Các bác quan sát ạ, cái phần đĩa điện nó bằng đĩa điện đồng nhá các bác nhá. Và nó cực kỳ rộng luôn, rộng hết cả một cái phần đáy nồi cơm này. Đó các bác nhìn ạ, kịch luôn, rộng hết cái đáy nồi cơm này luôn. Để làm sao ạ? Để cái việc mà khi chúng ta nấu cơm nó sẽ truyền nhiệt nhanh này, truyền nhiệt đều này. Đó, chín nhanh, chín giữ được cái độ ngon ngọt của cái hạt gạo nha các bác nhá. Còn riêng với cái phần nắp, nó sẽ có cái phần khi sôi nó sẽ thoát khí ở đây nha các bác nhá. Và phần gioăng cao su này, phần gioăng này nó sẽ giữ, khi mà cạn nước nó sẽ giữ cơm chín bằng hơi, để cho cơm chín ngon, chín ngọt nhá. Đấy, thơm dẻo hạt gạo luôn. Các bác ăn một bát lại muốn ăn hai bát luôn ấy ạ. Rất là xịn, ok luôn. Và đó, các bác lắp cho em này, đầy đủ chi tiết luôn nha các bác nhá. Và em nó sẽ có một cái mức giá bán như sau các bác. Giá của em nồi cơm điện Estat 1 lít nhá, em đang bán với mức giá là 600k. Nhưng riêng trong phiên live ngày hôm nay, em sale xả xuống chỉ còn là 550k, dành cho 2 đến 3 người ăn nha các bác nhá. Còn với dung tích là 1,2 lít này, em sẽ gửi từ các bác với một, em đang bán là mức giá 700k, nhưng em sẽ gửi từ các bác mức giá trong phiên live ngày hôm nay chỉ còn là 650k và sẽ phù hợp cho 3 đến 4 người ăn nha các bác nhá. Với 1,8 lít
em đang bán trên thị trường là 900k. Riêng trong phiên live ngày hôm nay em sale xả xuống chỉ còn là 850k, dành cho 5 đến 6 người ăn nha các bác nhá. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Với cái nồi cơm này thì sắm một lần nó thì dùng mãi mãi luôn các bác nhá. Phiếu bảo hành thì luôn luôn là 12 tháng 1 đổi 1 cho sản phẩm lỗi ạ. Bếp hồng ngoại tatami đến từ thương hiệu Nhật Bản nhá. Em lại tiếp tục về số lượng cực kỳ nhiều để phục vụ các bác luôn. 100 bác nhận được thì 100 bác dành cho những cái lời khen nhá. Rất là tuyệt vời với cái mã sản phẩm này là bác đun nó không hề kén nồi này, nhanh chín nhanh sôi vậy cháu. Sử dụng rất là tuyệt vời, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Thì đầu tiên các bác quan sát cho em cái phần bếp nhá, là thương hiệu tatami Nhật Bản này. Nó có phần mâm nhiệt nhá, và kiểu dáng thì cực kỳ là sang trọng lịch sự như này, với kính cường lực siêu dày luôn và các chế độ phù hợp ở trên đây nhá. Sử dụng thì bằng nút vặn to nhỏ, đó, rất là dễ thôi ạ. Và bây giờ em sẽ giới thiệu cận cảnh phần bếp nhá. Thì em bếp nó sẽ có hai tay cầm như thế này. Đó, hai tay cầm như thế này thì các bác cầm đi đâu cũng rất là dễ dàng để di chuyển nhá. Nó rất là ok luôn. Thì các bác quan sát cái phần mặt kính cường lực giúp em ạ. Cái phần kính cường lực này nhá, nhìn trông rất là đẹp luôn. Các bác thấy không ạ? Rất là đẹp luôn. Và điều quan trọng là nó rất dễ dàng vệ sinh. Khi các bác sử dụng xong thì các bác chỉ việc lấy một cái khăn, các bác lau cái bề mặt này đi cho em, đó là xong ok rồi nha các bác nhá. Rất là tuyệt. Và ở đây như em vừa giới thiệu ạ, nó sẽ có các chế độ phù hợp ở đây. Lẩu này, nướng này, chiên và nấu canh, nấu súp ấy nhá các bác nhá. Ngoài ra thì có chế độ nâng cao, đó là hẹn thời gian. Ví dụ như còn 5 phút nữa các bác cần ra ngoài, các bác ấn vào đây cho em hẹn là 5 phút nữa. Thế là sau 5 phút nó sôi, nó sẽ tự ngắt cho em nhá, ở chế độ này. Còn đây sẽ là chế độ bật tắt các bác nhá. Và đây thì các bác nhìn thì cũng rất dễ dàng để hiểu là nút vặn nhiệt độ to nhỏ đây cho em nhá. Muốn to thì chúng ta vặn sang tay phải, muốn nhỏ chúng ta vặn sang tay trái nhé các bác nhé. Và bây giờ em sẽ cắm điện vào và test luôn cho các bác nhé. Thì nó sẽ có một cái dây điện như này, các bác cắm vào nguồn điện 220V cho em là đã có thể sử dụng được rồi nhá. Đấy, em cắm này. Đấy, máy đã nhận chế độ nhá. Và bây giờ em sẽ đặt một cái chảo nước lên trên chốc và em sẽ test luôn các chức năng nhá. Em sẽ ấn vào đây nhá, các bác quan sát vào đây cho em ạ. Đây, em sẽ ấn vào đây, nó sẽ là nút bật này. Đó, các bác thấy không ạ? Và em sẽ chọn chế độ ở đây, ví dụ như là em muốn nấu lẩu này thì nó sẽ là 1400 nhá. Đó. Em mà muốn nướng thì nó sẽ là 550 này. Em muốn chiên thì nó sẽ là 3500. Nấu súp thì nó sẽ là 550. Đó các bác thấy không ạ? Thì khi mà các bác chọn chế độ thì nó sẽ hiển thị cái nhiệt độ phù hợp nhá. Đó, nó thông minh ở chỗ là các bác nấu chế độ nào nó sẽ chọn cái nhiệt độ thích hợp ở cái chế độ đấy cho em. Đó, và ở đây thì sẽ là nút to nhỏ nhá. Các bác có thể quan sát cho em ạ. Ở đây đang là 3500 đúng không ạ? Và bây giờ em cho nhỏ nhiệt độ này. Nó 280 này, 250, 220, 180, 1800, nó xoay vào tay trái, còn đây em xoay tay phải này. 220, 250, 320, đó 350. 350 là chuẩn cái nhiệt độ của nó nha các bác nhá. Nó rất là dễ. Còn đây sẽ chế độ hẹn giờ này. Đấy. Ấn vào đây là mỗi lần ấn nó sẽ là 10 phút nha các bác nhá. Nó rất là tiện luôn. 10 phút và tiếp theo là 15, 20 cứ thế thôi các bác nhá. Đó, và cái em bếp từ này thì cực kỳ là nhanh chín nhanh sôi cho em luôn, em đảm bảo nha các bác nhá. Thì với cái mã sản phẩm này trên thị trường đang bán không dưới đó, em vừa nói xong phát là nước sôi luôn ạ. Các bác quan sát cho em ạ. Nhanh sôi chưa ạ? Rất là nhanh sôi mà đặc biệt không kén nồi luôn. Bác nào nhận cũng ưng, bác nào nhận cũng khen. Đó, rất là tuyệt. Mã này thì đang thị trường đang rất là săn đón, bán chạy top số 1 luôn ạ. Và trên thị trường đang bán với mức giá là 750k các bác nhá. Đó, 750k, nhưng riêng trong phiên live này em chi ân hạ giá nhá. Đấy, xả toàn bộ luôn, chỉ còn là 550k trên một sản phẩm các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Bác thấy không ạ? Nhanh chín nhanh sôi. À mà quên, em kèm tặng quà luôn các bác nhá. Kèm quà tặng luôn ạ. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em nhá. Kèm tặng quà. Giới thiệu các bác dòng máy làm sữa hạt Osmark đến từ thương hiệu Nhật Bản cho em nhá. Một dòng máy làm sữa hạt cực kỳ là uy tín, nó được rất nhiều các bác tin dùng và sử dụng nhá. Thì đây là em nó các bác nhá. Các bác ngắm tổng quan giúp em ạ, rất là đẹp này, nhỏ gọn, dễ cầm nhá, dễ dàng sử dụng luôn. Thì em xin được giới thiệu tổng quan về em máy này. Thì đầu tiên sẽ là thủy tinh nhá các bác nhá. Thủy tinh cách nhiệt cho em ạ, rất là ok, sử dụng không sợ bỏng rát. À, rất là tuyệt vời. Còn đây là phần nắp các bác nhá. Thì phần nắp của em nó sẽ có một cái gioăng cao su cực dày như thế này, gioăng cao su kép để tác động như nào ạ? Để khi sôi thì nó sẽ là chống trào tuyệt đối cho các bác nhá.
chống trào tuyệt đối luôn ạ, rất là ok. Và trên phần thân thì nó có những cái mức chia. Đó, ví dụ như các bác chia vạch này, nó chia mưu. Đấy, rất là đầy đủ luôn cho chúng ta nhá. Và đáng nói tới sẽ là một cái phần bảng điều khiển này các bác nhá. Khi mà các bác cắm vào nguồn điện 220V, các bác muốn nấu sữa đậu nành hay là nấu cháo hay là nước ép hay là đun sôi thì tất cả nó sẽ nằm ở cái bảng điều khiển đấy nhá. Nó cái 4 ô vuông đây ạ. Nhiều bác mua về thì gọi điện để cháu hướng dẫn, nhưng bây giờ thì cháu sẽ hướng dẫn trực tiếp luôn trên live ạ. Thì khi các bác cắm điện vào, các bác sẽ ấn vào đây, nó sẽ ra chế độ là nấu sữa hạt. Nếu các bác không muốn nấu sữa hạt, các bác lại ấn tiếp vào đây, nó sẽ thành nấu cháo. Nếu không muốn nấu cháo thì ấn tiếp, đấy, nó sẽ ra là xay, hoặc là ấn tiếp nó sẽ ra là đun nước thôi nhá, rất là dễ thôi. Thì với một em máy làm sữa hạt Osmark này, nó sẽ hoàn toàn thay thế được 4 cái dụng cụ máy khác ở trong phòng bếp của chúng ta. Nó vừa là một con máy làm sữa hạt để cho cả gia đình thêm cái nguồn dinh dưỡng nhá. Rất là ok luôn, đảm bảo mà không phải đi mua. Nhiều khi mua bên ngoài này chỉ có nước và đường hóa học là nhiều thôi, chứ nó không có thực chất. Thì các bác mua về làm trực tiếp vừa an toàn thực phẩm, vừa là cái dinh dưỡng đích thực luôn nhá các bác nhá. Nó rất là tốt với em dòng máy sữa hạt này. Đấy, bổ sung dinh dưỡng cho cả gia đình cũng như là các bác nhá. Ưa thích dòng sữa nào thì chúng ta làm dòng sữa đấy. Và đáng nói đến là em nó sẽ nấu cháo nhá các bác nhá. Nấu cháo thì với kia máy này nó sẽ phù hợp với nhà bác nào 2 người hoặc là nhà có trẻ nhỏ nhá, để chúng ta nấu cháo thịt hay là nấu cháo gì để bữa sáng chúng ta đổi bữa này, rất là nhừ nhuyễn, ok luôn ạ. Và tiếp theo nó sẽ thay một con máy xay sinh tố luôn các bác nhá. Xay sinh tố thì các bác cho hoa quả này, cho củ quả vào đây nó xay, nó cho thêm sữa, đấy là chúng ta đã có món nước ép hoặc là xay sinh tố rất là ok rồi. Và tiếp theo nó sẽ thay hẳn một con ấm siêu tốc luôn các bác nhá. Em test thử rồi, đó, cắm sôi cực kỳ nhanh luôn. Thay hẳn một con ấm siêu tốc. Và khi các bác không dùng tới thì nó có một cái phần ở đây, đó là phần giữ ấm nhá. Các bác nhìn rõ không ạ? Phần giữ ấm các bác không dùng tới, các bác chỉ việc ấn vào đây là nó sẽ giữ ấm ở cái nhiệt độ vừa sôi cho chúng ta nhá. Nó mà không hề bị nguội đi đâu ạ. Còn khi mà các bác quan sát ở bên trong thì các bác có thể nhìn cho em ạ. Cái lưỡi dao của nó nhá, cực kỳ là sắc bén luôn, và là lưỡi dao kép 10 lưỡi luôn nha các bác ạ. 10 lưỡi nha các bác nhá, cực kỳ sử dụng ok. Nhiều bác bảo là ta mua về ta phải ngâm đậu cho nó mềm thì ta mới xay được, nhưng mà không, với dòng sữa này các bác cho trực tiếp vào cho em, máy sẽ có chế độ là tự ngâm. Đấy, tự ngâm này, cho mềm và tự xay, các bác không cần phải lọc vỏ nhá. Chỉ cần sau 30 phút là các bác đã có những cái ly sữa hạt thơm ngon bổ dưỡng rồi các bác nhá. Nó rất là tuyệt vời. Chưa hết đâu ạ. Khi các bác mua thì em sẽ gửi tặng các bác này. Đó, gửi tặng các bác. Đó là một cái 1,5 mét dây điện là các bác cắm nguồn điện 220V để sử dụng. Một em chổi để vệ sinh các bác nhá. Đấy, một em chổi vệ sinh và một em đong sữa nha các bác nhá. Các bác bổ sung thêm sữa vào đây để sử dụng. Và chưa hết ạ, còn một em sách hướng dẫn sử dụng nhá. Đầy đủ ở đây. Đấy, để chúng ta thêm cái phần này này các bác này, nó sẽ hướng dẫn từng dòng sữa một nhá, từng dòng nước ép này, từng dòng sinh tố cũng như từng dòng cháo, nó sẽ hướng dẫn đầy đủ hết ở đây. Nhiều bác bảo là tao ngại vệ sinh, nhưng mà ở cái máy này nó sẽ có chế độ tự sục rửa làm sạch nhá. Khi các bác sử dụng xong, các bác chỉ việc đổ nước vào đây và ấn vào cái nút là tự làm sạch, nó sẽ sục rửa. Xong đâu đó các bác đổ đi và các bác chỉ việc tráng qua cất đi là ok, xong xuôi rồi các bác nhá. Và bây giờ em sẽ test thử luôn. Đấy, em sẽ cắm điện test thử luôn cho các bác nhá. Nó rất là dễ dàng sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ sáng tất cả các chức năng. Và các bác muốn này làm sữa hạt thì các bác ấn luôn vào đây cho em này. Đó, muốn nấu cháo thì là ấn tiếp, mà muốn xay sinh tố ấn tiếp, và muốn đun sôi thì ấn tiếp các bác nhá. Nó rất là dễ thôi. Nhiều bác hỏi là nó có xay được thịt không thì em nói là có nhá. Cái lưỡi dao kép rất là khỏe. Và bác nào ưng mã sản phẩm này thì nhanh tay chốt đơn cho em nhá. Em đang có chương trình chiên trợ giá cực tốt luôn. Em đang bán ở các phiên live trước cũng như là giá trên thị trường là 490k các bác nhá. Riêng trong phiên live ngày hôm nay tri ân trợ giá xuống chỉ còn là 470k cho dòng sản phẩm Osmark thông minh đến từ Nhật Bản các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Đó, các bác thấy nhanh không ạ? Đấy, nó sẽ có chế độ là ví dụ như đun nước là chỉ có 2 phút nó là nó sẽ tự sôi. Sôi xong tự ngắt để đảm bảo an toàn nhá, kể cả nấu cháo hay nấu sữa hạt hay bất kỳ. Đấy, chế độ tự ngắt. Kêu tít 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 để báo hiệu là đã hoàn thành nhá. Keo hai mặt em về số lượng cực kỳ nhiều các bác ơi, để phục vụ các bác nhá. Thực sự thì em này rất là tiện, rất là thông minh luôn. Các bác có thể dán mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em nhá, mà không cần phải khoan tường. Đó, lở lét tường rất là xấu, nhiều khi hư cái bề mặt tường của mình đi. Đó, rất là ok luôn các bác nhá.
bám dính cực kỳ siêu chắc luôn. Em các bác xem video để hiểu hơn về chi tiết sản phẩm nhá. Đó, chúng ta chỉ việc dán một mặt này, tiếp đến là lột một mặt. Và các bác có thể dán bất kỳ sản phẩm gì lên đây nhá. Ổ điện, đồng hồ. Đó, rất ok luôn, giấy khen bằng khen. Đó, các bác thấy chưa? Quá là ổn áp luôn nhá. Cực kỳ tiện luôn, chắc chắn, siêu chắc chắn luôn ạ. Đó, kể cả chân ghế bị xi dịch này, chúng ta đều có thể làm như thế được nhá. Đấy, ok chưa? Quá tuyệt vời luôn ạ. Và em nó thì cực kỳ rẻ luôn các bác ơi. Nó treo cả một bức tranh lớn như thế này mà cũng rất là ok, chắc chắn nhá. Bình phong thủy này, không cần khoan tường luôn, cực kỳ tiện. Đó. Và em nó có một mức giá cực kỳ là ưu đãi trong phiên live ngày hôm nay các bác nhá. Giá của em nó hôm nay chỉ còn là 25k. 25k trên một cuộn các bác nhá. Đây em gửi tới các bác này, 25k trên một cuộn. Đó, ok chưa các bác ơi? Và khi các bác lấy hai cuộn nhá, em sẽ gửi tới các bác một mức giá, đó là 40k thôi ạ. Đó, em vừa bán vừa tặng, vừa bán vừa chiên, chỉ còn là 40k trên hai cuộn nhá. Bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em. Đó là băng keo hai mặt này, không phải khoan tường nhá, dính trên mọi bề mặt, chịu lực chịu nhiệt cực kỳ tốt, chỉ với mức giá là 25k trên một cuộn và 40k trên hai cuộn các bác nhá. Xin được giới thiệu các bác mã sản phẩm nồi chiên không dầu đến từ thương hiệu Camel Nhật Bản cho em nhé. Một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng về những cái mã sản phẩm đồ dùng bếp nhé. Uy tín chất lượng và rất là thương hiệu luôn rồi ạ. Và với cái mã sản phẩm nồi chiên không dầu này là một món quà cực kỳ tuyệt vời cho sức khỏe các bác nhé. Nó sẽ làm cho cuộc sống thêm khỏe mạnh hơn khi mà chúng ta chiên không cần những dầu mỡ nhiều các bác nhé. Đó, dầu mỡ nhiều thì nó có khá nhiều cholesterol, thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe các bác nhé. Đó, rất là ok luôn. Các bác sắm nguyên một em này về, đó là chúng ta có thể này, dung tích khá là lớn nhá, 13 lít hoàn toàn có thể chiên được những em gà, em vịt khoảng 3-4 kg trong đây nhá các bác nhá. Đó, để đổi bữa cho gia đình cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và bên trong lòng nồi chiên sẽ có một em khay đỡ nhá. Một em khay đỡ có 4 chân như thế này. Và đặt vào trong lòng nồi để khi chúng ta đặt những cái con gà, con vịt lên trên đây khi chiên thì dầu mỡ nhá, nó sẽ tự động dốc xuống những cái lỗ thoát dầu, thoát mỡ này nha các bác nhá. Nó rất là ok luôn, đảm bảo cho món ăn của chúng ta này thêm ngon, ròn rụm mà không cần nhiều dầu mỡ các bác nhá. Thật sự là quá là ok luôn ạ. Và khi các bác sử dụng thì em này sẽ là chiên ở những cái nhiệt độ như thế này nhá. Em sẽ bật lên cho các bác quan sát ạ. Đó, khi mà các bác bật lên chiên thì nó sẽ tỏa ánh sáng ở bên trong như thế này, để các bác hoàn toàn có thể quan sát được cái đồ mình chiên nướng ở bên trong các bác nhá. Hoàn toàn quan sát được luôn ạ. Nó rất là tiện luôn. Và ở trên đây thì nó sẽ có những cái hướng dẫn sử dụng nhá. Hướng dẫn sử dụng rất là rõ ràng ạ. Khi mà các bác chiên sườn thì nó sẽ yêu cầu là chiên với nhiệt độ 200 độ C ạ. Đây các bác xoáy vào đây cho em là 200 độ C. Đó. Và thời gian chiên sẽ là từ 20 đến 25 phút. Thì các bác lại tiếp tục vặn sang bên đây cho em nhá, là 20 đến 25 phút đấy ạ. Đó, thì sau 20 đến 25 phút thì nó sẽ chạy hẹn giờ nhá, và nó sẽ quay về nút 0 này. Đấy, nó sẽ kêu tinh một phát, nó sẽ báo hiệu cho gia đình đã có một món ngon để đổ vị rồi các bác nhá. Nó chiên cá, chiên tôm, làm bánh bira, làm bánh, hoặc là chiên những miếng thịt ba chỉ, hay là những cái đùi gà, cánh gà, hoặc nguyên con vịt, con gà để cả gia đình quây quần bên nhau đổi vị cũng rất là ok nghe các nhá. Thì với em nồi chiên không dầu này nha em, dung tích là 13 lít các bác nhá. Dung tích là 13 lít nên là chế độ hẹn giờ nó sẽ dài hơn, nó tận là 60 phút cho em này. Và khoang nồi chiên cũng sẽ rộng hơn nha các bác nhá. Rộng hơn, nó rất là ok luôn ạ. Thì bác nào ưng với cái mã sản phẩm nồi chiên không dầu đó đến từ thương hiệu Camel Nhật Bản để nhanh tay chốt đơn cho em nhé, với mức giá siêu đãi trong phiên live ngày hôm nay ạ. Em đang bán này với mức giá là 650k nha các bác nhé. 650k nhưng riêng trong phiên live ngày hôm nay tri ân giảm giá xuống chỉ còn là 600k. Đó, các bác thấy rẻ không ạ? Xịn sò nhá, hàng nhập khẩu chính ngạch cho em, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm nha các bác nhé. Đó, xuống 600k. Em sẽ tặng kèm một em sâm thịt các bác nhá. Đây là em sâm thịt ạ. Để làm sao ạ? Để các bác chuẩn bị một miếng ba chỉ ra, hay một con gà, con vịt ra. Đó, các bác tẩm ướp gia vị thì các bác sâm vào con gà, con vịt cho em nhá. Sâm vào cho em. Đấy, và sau đâu đó thì các bác tẩm ướp gia vị. Nó sẽ thẩm thấu sâu vào bên trong, thì khi các bác chiên nó sẽ rất là ngon, giòn, thậm chí là ngon hơn ngoài quán chúng ta mua đấy ạ. Và nó lại đảm bảo được cái an toàn thực phẩm là do chính tay chúng ta làm ra nha các bác nhá.
Đó, các bác nào ưng này thì nhanh tay chốt đơn cho em, rất nhiều quà đây nhá các bác nhá. Nhanh tay chốt đơn cho em mã sản phẩm nồi chiên không dầu Camel. Dung tích là 13 lít, giá là 600k và tặng kèm sâm thịt.